Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì như tiêu đề các bạn đã thấy là ở cái vùng quê như thế này, cụ thể là mình ở cái bè Tiền Giang, cũng không gọi là quê lắm. Và với 12.000 thì các bạn có thể mua được bịch bánh tráng trộn như thế nào. Với 12.000 mình đã mua được một bịch bánh tráng như thế này. Trong đây bao gồm là một bịch ớt thì mình đã dùng ra hồi nãy vì mình không biết ăn ớt. Ớt nè, một cái này là gì nhỉ, me, một trái đắng, một bịch trong đây là mình thấy là có tôm khô, có đậu phộng, mình nghĩ cái này là tỏi nha. Để mình xem thử cái này là gì. Không, là khô các bạn. Còn khô mực, có thơm khô, khô mực với đậu phộng, tỏi. Ở đây còn quýt xài, chắc cũng chậm chậm. Và cái gì đây, garam nha. Và được 4 cái trứng cút, hay là 4, và một bịch bánh tráng thôi. Đó. Với 12.000 thì bạn sẽ mua được một bịch bánh tráng như thế này. Này là ở thị trấn nó bán nha, thị trấn Cái Bè nó bán. Còn những nơi như là xã thì ở xã Hòa Khánh của mình á, thì nó bán tầm 6.000 thôi, 6.000 một bịch, cũng tầm như thế này, cũng đủ gia vị hết. Nhưng bỏ một cái một chút và hai trứng cút là bán 6.000. Ủa, như mình nhầm là một trứng cút thôi là bán 6.000. Cái loại này thì nó bán ở thị trấn, mình mua ở thị trấn 12.000 các bạn sẽ được như thế này. Thì mình sẽ đổ vào thử. Cái loại này cũng hơi lạ, loại này mới mình chưa thấy. Giống như bánh tráng me vậy, nhưng mà gia vị nó sẽ biến thêm một chút. Xài nó khá cho, nó khá là nhiều. Xong rồi mình nghĩ là mình sẽ cho me trước, me lên trước, nước sốt me sẽ phải me hồng này. Cái này mình nghĩ là thiếu có mực nhưng là thiếu bò, cái này phải có một miếng khô bò nữa ăn nó mới đúng. Thank you.
bánh tráng trộn bây giờ thì hiện tại mình nghĩ là chỗ nào nó cũng có bán rồi, nhưng mà nếu mà các bạn muốn ăn những cái loại bánh tráng đặc biệt như là ví dụ như bánh tráng me hoặc là bánh tráng gì đó thì mình có để link ở bên dưới nha, các bạn có thể mua online. Nhưng mua online thì nó sẽ tốn phí ship. Mình nghĩ là nếu các bạn mua nhiều, các bạn mua cả trăm ngàn thì nó sẽ đỡ tốn hơn, và tiền nó cũng như các bạn mua ngoài thôi. Mình nhiều khi các bạn cái thu giật các bạn không có những cái món bánh tráng trộn mà các bạn thích đó, thì mình nghĩ mua online là một lựa chọn không tệ. Nếu các bạn trên thành phố thì mình nghĩ là ship rẻ thôi, hoặc là các bạn gần những cái nơi mà cái shop nó bán á thì nó giao rất là rẻ thôi, giá nó trên là không bao nhiêu đâu. Các bạn mua nhiều thì tính ra nó cũng vậy thôi, nó không mắc hơn bao nhiêu. Mình cứ để liền, các bạn có thể xuống dưới tham khảo, nếu mà các bạn nếu mà nó rẻ thì các bạn có thể mua, còn nó mắc thì thôi. Bịch bánh tráng 12.000 của mình. Mình nghĩ chọn mình chưa đủ, mình sẽ cho nó. Giò nó sẽ đều, nó hiệu quả hơn là trộn cái đó, mau hơn. Khá hấp dẫn nha, mình sẽ ăn thử một miếng. Thơm rất là thơm các bạn. Mình sẽ ăn thử nha. Rất là ngon. Nó là cực kỳ vừa ăn luôn, không quá mặn cũng không quá đạm. Gia vị nó cho rất là vừa, các bạn bỏ vô hết mà ăn là vừa miệng luôn á. Nhắc lại là các bạn nếu mua những cái bánh tráng trộn như này mà chỗ các bạn không có, mình có để link bên dưới phần mô tả của video ha, bạn cứ vào đó xem mà tham khảo. Trong video nó có rất nhiều loại bánh tráng, bạn có thể xem mà tham khảo giá, nếu mà rẻ thì các bạn có thể mua, các bạn ăn thử. Nếu các bạn mà ngán tiền, các bạn có thể hùng lại 2-3 người các bạn mua được á, nó sẽ đỡ tiền ship. Video của mình đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video tiếp theo. Bye.